Chào bạn nhé. Đấy, hôm nay thì số mình đang test mấy cái bóng đèn, mấy cái nhân LED 10W này để gửi sản phẩm đến bạn nào đặt hàng đấy, thì mình sẽ test. Đấy thì như đây các bạn đang thấy một cái nhân LED này thì nó đang ở cái điện áp là 7V thôi, 7,2V thì nó mới có sáng 5 cái nhân LED nhỏ. Còn cái nhân LED này thì các bạn sẽ cấp cái nguồn để nó đạt cái độ sáng tối đa là khoảng tầm 12V. Nó nhỏ hơn 12V một xíu thì các bạn cũng phải rơi vào tầm 11,5 đến 12V thì nó đạt cái độ sáng cực đại đấy. Còn bình thường thì các bạn có thể là cấp nó khoảng tầm 6V, 7V, 8V, 9V gì đấy là đã sáng rồi. Thì đây mình đang cấp đối với cái nhân LED này thì nó rơi vào 7,2V thì nó sáng lờ mờ này. Bây giờ chỉ tăng lên một xíu thôi là nó sáng đấy, các bạn thấy là nó đã sáng hơn đấy. Tất nhiên là qua cái màn hình của máy quay này thì các bạn sẽ không nhìn rõ được đâu, nhưng mà nó cảm thấy là nó hơi bị sáng, hơi bị nhòe đấy. Thì bây giờ nó đang rơi vào 7,5V đấy. Đấy, còn bây giờ mình sẽ tăng lên đấy khoảng 8,5V thì các bạn thấy là bắt đầu nó đang độ sáng nó tương đối lớn rồi đấy, là nó phản ngược lại với cả màn hình máy quay ấy. Các bạn lưu ý là cái nhân LED này ấy, nó rất là nóng nha các bạn nhé. Các bạn cần phải lắp cái đế tản nhiệt. Đây là chỉ là cái nhân thôi. Cái miếng nhôm kia nó bé, không ăn thua đâu. Mình có một cái video mình test cả một cái thanh nhôm to, không ăn thua. Nếu bạn cái này mà các bạn áp cái mặt nó xuống cái chậu ấy, các bạn dùng chậu hay là miếng nhôm hay là cái gì đấy thì các bạn cứ áp nó vào, áp cái mặt dưới này này là nó sẽ tản nhiệt rất là tốt. Đấy, cái quan trọng là hai cái cực này này, các bạn cần thì các bạn bẻ ngược nó lên. Bẻ ngược cái bẻ như nào đấy để nó không chạm vào cái mặt đáy khi các bạn áp vào cái mặt tản nhiệt là được. Đây nó chỉ có hai cái cực như này. Thì các bạn lưu ý là khi đầu điện vào thì các bạn lối nó vào đây. Đây nó đã phân âm dương rồi. Còn LED này nếu mà các bạn mà cái nào nó mờ, dập không có âm dương các bạn bỏ luôn đi, không quan trọng. Các bạn cứ đấu. Nếu mà không sáng các bạn lộn ngược, đổi ngược cực lại là được. Đấy, đây cái nhân LED này nhá. Mình dùng cái nhân LED khác. Đây là chỉ có ba cái chấm ở cái mức này thôi. Bây giờ sẽ dùng một cái nhân LED khác thì các bạn có thể thấy các cái chấm của nó nhiều hơn. Các cái LED này thì nó mỗi một cái nhân LED nó có một cái. Đấy, các bạn thấy cái chip LED nó sáng này, đây là có một cái chip còn sáng nhất đây. Cái chip sáng nhất đấy là cái chip mà nó sẽ sáng đầu tiên đấy, mà khi các bạn cấp quá điện áp nó chính là cái chip bị cháy đầu tiên. Đó. Trong các cái dòng LED mà nó giá nó rẻ tiền đấy các bạn thì nó cũng không thể nào yêu cầu được cái độ, tức là độ ổn định của các cái chip, các cái nhân LED con ở bên trong này đâu. Đây các bạn nhìn đây nó sẽ có 9 cái nhân đấy, các bạn thấy 9 cái dấu chấm không? Đây là 9 9 cái nhân. Đấy, thì không phải cái cùng một lúc mà các bạn bật đèn lên sáng thì cái LED nào nó cũng được cả 9 này, 9 cái này cũng cùng sáng đều đâu. Nó mà sáng đều thì nó là tuyệt vời nhất rồi. Tuy nhiên thì nó sẽ sáng đây, có những cái nhân thì nó sáng từng cái một. Nên sáng hơn tí thì lại 2-3 cái cùng sáng nữa. Đấy. Thì cái này nó sẽ không tốt được bằng cái mà nó có 9 cái nhân LED này đâu. Còn nhà mình bán các cái LED mà nó sáng đủ thì nó rơi vào tầm 9 nhân này là nó sáng rồi. Còn thường thì tính theo hàng các bạn. Chẳng hạn như một hàng này là 9 nhân sáng, 8 hoặc 9 là tính là nó sáng tắt rồi. Còn cháy một hàng thì ví dụ còn 6 cái, 6 cái tức là cứ trừ 3 cái đi thì là tính là cháy một hàng. Tại bình thường cái LED này các bạn nếu mà 10W các bạn dùng là nó cực kỳ chói rồi. Bạn nào mà chế đến 2-3 cái LED này mà các bạn đi cắm trại các bạn chế vào thoải mái đấy. Còn cái độ sáng mà để các bạn chế các cái đèn pin soi xa gì đấy thì cái đấy nó lại là vấn đề khác hoàn toàn. Còn cái này nó là LED tỏa nha các bạn. Các bạn dùng cái gương cầu mà các bạn hội tụ ánh sáng vào thì thật ra là nó cũng không ăn thua đâu, 10W này thì không ăn thua. Cái này mang tính chất là các bạn dùng để chiếu sáng, chiếu tỏa thì là đẹp. Đấy, đây là mình giải thích cho bạn luôn, trong này sẽ có 9 cái nhân LED nhỏ nhá. Đó. Đây là cái kiểu sáng mà nó mờ mờ từ từ này. Đó. Đây. Đấy. Đây mình test nét là mình dùng cách này mình test cho nó nhanh. Trước khi gửi đến tay các bạn thì mình đã test. Đấy các bạn thấy nó lại sáng. Đấy, ba bóng cùng sáng nhá, ba này cùng sáng này. Đấy, 6 cái này các bạn thấy nó nhấp nháy chưa? Tại mình cho sáng đây 9 cái luôn. Bạn thấy nó 9 cái không? Đấy, test này 9 này.
Lúc này mình test test hơi nhanh, mình cứ nghĩ nó cháy một hàng nhưng không phải. Đó. Đấy các bạn. Nhưng mà cái con led này vừa nãy nó cấp tận 12V đấy các bạn. 12V nó mới như này thì tức là cái này nó bị cháy rồi. Đó. Đây nó còn lại còn do hai cái cọng dây điện này của mình test này nó bị cọc kênh các bạn. Nên cái độ tiếp xúc nó không cao, còn sau này về mà các bạn dùng nhé, các bạn hàn nó vào thì tuyệt vời luôn, chắc chắn. Đấy do cái dây điện cọc kênh thôi. Chỉ lên tận 12V mà bảo không sáng nên nó hơi vô lý. Đấy các bạn thấy không? Sáng rực rỡ, sáng chói luôn đấy. Bây giờ đang 11,6V đấy. Cái mạch này mình có thể điều chỉnh điện áp được lên tận 19-20V cơ. Nhưng mà chỉnh quá tay phát cháy luôn. Đấy cái này ngon luôn. À, lúc nãy mình test thì thường mình chỉ test khoảng tầm 7V thôi, 7 đến 8V, tại vì làm sao nó chói mắt. Chói mắt nhìn một hồi mình test rất là nhiều led. Nhìn một hồi là không nhìn gì luôn. Bây giờ nhìn qua cái máy quay này nó đỡ hơn các bạn. Đấy bạn thấy sáng rực rỡ. Đó, sáng chói luôn. Đây là cháy một hàng nhé, nó còn sáng chói như này đấy. Đang ở mức 11,5. Đấy lên 12 này. Cái này mình phải hạ ra ngay không nó nóng bỏng tay. Đấy, nóng bỏng tay. Nên là thường thì các bạn mà về các bạn cấp nguồn cho nó cứ rơi vào 11 đến 12V đi. Thì các bạn tỏa sáng bao nhiêu các bạn nhìn cái biết ngay. Đấy mình đang vừa mới test con này khoảng tầm 9,3V. Đó. Các bạn thấy không? Mà cái này nó sáng tất các bạn ạ. Lúc nãy mình test ở cái mức điện áp nó thấp của khoảng 8V thì lại không thấy gì. Tức là tưởng là nó cháy nhưng không phải, lên đủ điện áp thì nó sáng. Đấy. Bây giờ rồi nhá. Chẳng hạn như cái này. Đấy, cũng sáng rực rỡ luôn, sáng chói. Đó các bạn, rất là nhiều nhân nét nha. Cái nhân nét này thì nhà mình có cả cái keo tản nhiệt mini, một cái gói túi nhỏ nhỏ. Nó khoảng 2.000 đồng. Thì các bạn có thể dùng cho 2, 3 cái nhân nét này được. Cái đấy là các bạn dùng là vừa. Ui dồi, sáng hết các bạn ạ. Bây giờ lại phải test lại. Lúc nãy test bị sót. Tức là nó hoạt động được nhưng mà do mình test cái mức điện áp thấp quá thành ra nó không đủ sáng tất cả các cái chân led này. Bây giờ lên thì tận tận khoảng 10 11 11V thì lại thấy nó sáng tất. Đó. Đây thì nhân led nó như này, cái chiều của cái miếng nhôm này này các bạn. Miếng nhôm đáy nó khoảng 20 20, cái này không quan trọng đâu. Chắc chắn các bạn về phải gắn tản nhiệt rồi. Còn các bạn mà để cái miếng này không ấy, các bạn bật không quá 1 phút cháy luôn. Đây mình khẳng định luôn. Còn trừ khi bạn nào mà bật được gọi chế độ mà điện áp nó nhỏ thì các bạn sáng chỉnh nó sáng từ từ, sáng bé thì không sao. Nhưng mà cứ lên khoảng 11 12V nó cháy ngay. Đó. Đây nhân nét là nó như này thôi bạn nhé. Thì bạn nào quan tâm thì có thể đặt hàng cho shop mình. Các bạn có thể là kết bạn qua số điện thoại này của shop mình để hỏi thông tin các sản phẩm khác trong shop mình. Thì mình sẽ để thêm các cái phụ kiện của cái nhân nét này luôn để các bạn cần thì các bạn có thể là chọn. Đó, nhân nét thì nhà mình trước khi gửi đến tay các bạn mình test rồi nhé. Còn các bạn lưu ý là để đạt được độ sáng và đủ cái số nhân các cái số nhân con này nó sáng này, các bạn cấp cái nguồn 12V nhé. Còn thấp hơn có thể là nó không sáng đủ đâu. Đấy. Thì bạn nào quan tâm có thể là giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.